Câu hỏi tiếp theo của bạn là Thanh. Con em lúc 2 tháng bị viêm ruột, bác sĩ kê uống kháng sinh 10 ngày, cộng kẽm 20 ngày, nhưng con vẫn đi ngày 3 đến 4 lần phân nhầy. Em chuyển sang uống lan. Uống 1 tháng cộng men vi sinh ngày con đi 1 lần nhưng phân sống có hạt sữa to. Em chuyển từ từ về sữa mẹ và sữa Friso được gần 1 tháng nhưng con vẫn đi phân sống cộng nhầy. 1 tuần nay phân có mùi chua. Ngày con đi 1 đến 2 lần em vẫn bổ sung men vi sinh cho con được 2 tháng rồi. Bé ăn ít, tăng cân, chậm, em phải làm sao? Mong bác sĩ tư vấn. Đây cái bước này. Đúng rồi, sau khi mà bị viêm ruột mà sử dụng kháng sinh thì nó hay có cái phản ứng tiêu chảy đằng sau. Rồi sau phim luật cái niêm mạc ruột nó bị ảnh hưởng, nó mất cái men tiêu hóa đường lacto, cái men lacta rồi đó. Nên là khi bạn chuyển cái bước bạn chuyển sang cái sữa non này nó ok rồi. Cái lượng nếu mà em bé của bạn mà uống nhiều, tức là cái lúc này lẽ ra là sẽ cần phải thêm cả một cái lượng men tiêu hóa để nó tiêu hóa cái lượng sữa tốt hơn. Các bạn sẽ phân biệt men vi sinh và men tiêu hóa. Nhưng đến thời điểm này phân của con bạn là có mùi chua ngày đi một. Trên theo cái chu trình điều trị như thế này, tức là em bé đã hơn 3 tháng tuổi rồi. Cái thuốc bây giờ ấy, bạn mua cái này, bạn mua cái neopeptin là cái men tiêu hóa, bạn cho em bé uống trong 7 ngày, mỗi ngày 5 giọt, chỉ uống nhiều nhất là 7 ngày thôi, không uống thêm nữa. Thứ hai là bạn mua thêm cái thuốc Smecta, mỗi ngày bạn cho em bé uống nửa gói trong 7 ngày. Cái thuốc này nó bảo vệ cái niêm mạc ruột của em bé. Đây là hai cái thuốc này mà bạn dùng cho con. Còn sữa mẹ và cái sữa Friso này bạn vẫn cứ dùng tiếp, không cần phải đổi quay ngược lại sữa nam. Sau cái đợt bạn dùng thêm thuốc này nó như thế nào? Để lần livestream tiếp theo bạn cập nhật để mình tư vấn tiếp thôi ạ. Để xem cái sự